Thời gian qua, người dân tại khu phố Phương Độ, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên rất bức xúc về việc họ phải sống chung với điểm tập kết rác nằm ngay trong khu dân cư, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn. Trạm trung chuyển rác đặt tại ngã ba khu phố Phương Độ và Mộ Dương có từ 10 năm nay. Vì vậy, hàng ngày, người dân tại đây đều phải ngửi mùi hôi thối từ điểm tập kết rác vào mỗi buổi sáng sớm. Để tránh ngửi mùi từ xe chở rác, nhiều cháu nhỏ cũng như người dân phải đi ngược chiều, thậm chí còn đi xe lên thẳng về hè. Ban ngày nắng nóng, nước trong đống rác chảy lênh láng gây mất vệ sinh. Ban đêm cứ vào khoảng 23 giờ, xe chuyển rác đến lấy. Tiếng ồn trộn lẫn mùi rác bốc lên gây mùi hôi thối khó chịu. Người dân ở đây kiến nghị với Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu nhiều lần về việc ô nhiễm điểm tập kết rác, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.